Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Chùa đã phát động chương trình hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2024. Ra quân truyền thông lưu động đến các khu dân phố kèm với pano khẩu hiệu trực quan, triển khai tuyến đường không dùng tiền mặt, phát các bản tin về chuyển đổi số, cải cách hành chính ở 6 tổ dân phố của thị trấn, dán mã QR cài đặt ứng dụng C Quảng Ngãi tại các tuyến phố nơi tập trung đông người. Thông điệp chuyển đổi số được lan tỏa. Tuyên truyền đến tất cả bà con, rồi tổ chức để cho hướng dẫn cho bà con người ta cài đặt, người ta sử dụng. Đây là các hoạt động để hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia thôi. Chúng tôi vẫn xác định cái tuyên truyền công tác chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đến từng người dân và công vụ công chức là một cái nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Cho nên là từ nay cho tới cuối năm thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc đi đến các tổ dân phố và đến tặng nhà người dân để hướng dẫn người dân cài đặt các ốp xe Quảng Ngãi dành cho tổ chức và công dân, thì nhằm giúp cho bà con công dân thì nắm bắt tốt hơn về cái việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện các hoạt động về trong đời sống kinh tế xã hội của người dân ngày càng tốt hơn. Hưởng ứng tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Hành Tiến Đông đã phát động đợt cao điểm làm hồ sơ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, cài đặt chữ ký số, sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng di động, phục vụ tổ chức công dân C Quảng Ngãi. Công an xã phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các thôn hỗ trợ người dân. Cùng với đó là các hoạt động tăng cường tuyên truyền về đề án 06, cải cách hành chính và những điểm mới trong chuyển đổi số của tỉnh. Hành Tiến Đông là phát động nhiều cái hoạt động như là đồng loạt là vận động làm căn cước công dân cho trẻ em từ 0 đến dưới 14 tuổi, tiếp tục cài đặt chữ ký số cho người dân, rồi cài đặt sổ sức khỏe điện tử. Nhưng mà đặc biệt trong đó là có tải cái ứng dụng hướng dẫn, tải cái ứng dụng di động xe Quảng Ngãi và hướng dẫn người dân sử dụng cái ứng dụng đó để liên hệ với chính quyền, giải quyết có cái thủ tục hành chính qua cái ứng dụng đó và trên nhận được những cái dịch vụ mà chính quyền cung cấp trên cái dịch vụ đó. Đây là tôi thấy là đây là cái ứng dụng là xe Quảng Ngãi là một cái điểm mới trong cái chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi và nó phục vụ rất tốt, là cái vô như là cái điểm chính để cho người dân và chính quyền người dân có thể khai thác thông tin từ chính quyền một cách dễ dàng nhất. Trong khuôn khổ tuần lễ chuyển đổi số năm 2024, huyện Nghĩa Hành được đăng cai tổ chức hai hoạt động: hội thảo chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính với sự tham gia của nhiều diễn giả, sở ngành địa phương và các điển hình chuyển đổi số; tổ chức diễn tập ứng cứu phòng chống sự cố về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ công chức phụ trách theo dõi an toàn thông tin và chuyển đổi số của huyện, lãnh đạo các địa phương và tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn xã. Đặc biệt, huyện Nghĩa Hành được ghi nhận là đơn vị truyền thông tốt hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. Huyện cũng đã ban hành kế hoạch hưởng ứng tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi, ngày chuyển đổi số quốc gia, nhằm lan tỏa mạnh mẽ vai trò lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số với cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện và hướng dẫn các xã tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của các xã thị trấn, yêu cầu các xã thị trấn thì cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền tại địa phương. Huyện Nghĩa Hành, một trong những điểm sáng trong nâng cao chất lượng sử dụng dịch vụ công. Đặc biệt, huyện ủy Nghĩa Hành đã ban hành nghị quyết số 06 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến với cộng đồng, đưa công tác chuyển đổi số ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn.